Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái mẹo kỹ thuật chụp cái ảnh tối vắt rau xuống. Thì cái mẹo này các bạn coi cái hình ra đây. Cái mẹo này thì nó do cái đèn của mình nó có chế độ chụp high speed hoặc là chụp tốc độ cao được. Thì như đợt trước là mấy cái video trước mình đã nói các bạn có mình có bốn cái đèn. Thì như các bạn nào mà theo dõi kênh Facebook của mình cũng đã biết mình đã nói trước ở những cái nhiều rồi. Thì cái ảnh này các bạn coi ở đây là mình để mình chụp một tấm cái hình hiện trường nó sáng như vậy. Cái ngày đó mình chụp vào buổi chiều nó sáng vậy và cái đèn hướng này có một tấm lồi cái đèn này để cho các bạn biết được cái hướng đèn mình để chụp những cái tấm hình này và mình sẽ nói thêm cái tốc độ khổ độ cái ý muốn của mình như thế nào. Thì các bạn coi ảnh này đấy cái ảnh này mình chụp tốc độ là ở đây file info thì mình chụp cho các bạn thấy hiện trường của nó là 160 và f 3.2 ISO 500 này. Nhưng mà đến lượt mấy tấm này thì nó khác rồi, lượt mấy tấm này thì nó khác. Tốc độ là 3 tới 3.2 và ISO mình để là 100. Thì bây giờ các bạn coi cái ảnh này mình sẽ nói về thứ nhất cái ý đồ của mình và cái hướng hướng đèn nó đi này như mấy tấm này. Và cái ảnh khi mình làm ra thì các bạn đã coi ở bên này mình đã ép nó xuống ảnh này đây. Khi ra thì mình đã bend màu và mình làm mà mình đã xác định là chụp tối xuống thì mình làm background tối xuống luôn. Rồi để quay lại cái vấn đề chính của các bạn thì mình sẽ trở lại cái hình này. Rồi mình nói cái hình này nó không được đây thì các bạn nhìn cái hướng đèn này này thấy chưa? Thì rõ ràng cái đèn mình để ngay đây chỗ này rồi và cái đèn của nó là cái số bắp vuông các bạn thấy không? Cái đèn nó AD thì cái đèn này được trước mình có cho các bạn coi cái đèn AD này. Đây, ô đốc AD 600 là cái đèn này đây. Đó. Nó cho mình chụp tốc độ rất là cao. Thoải mái thì tùy theo dòng máy của mình là Canon Mark 3 thì nó cho 8.000, còn mình biết hình như là 6D nó cho 4.000 hay sao và những dòng máy khác thì mình không biết là nó cho bao nhiêu. Thì ở đây máy mình nó cho 8.000 thì cái đèn này vẫn cho luôn chụp luôn. Thì được những cái video trước mình có chụp một tấm 5.000 mà thì cái này là mình chụp cho tới 5.000. Rồi các bạn nhìn thấy cái hướng sáng ha, ví dụ như hay là mình nói tấm này luôn đi. Các bạn coi cái đèn mình để đây. Tức là cái đèn này cái tầm cỡ cao cái phần số bắp nó cao hơn cái đầu một chút và cái phần trung tâm ở đây này nó ngay cái phần mặt và phần ngực của cái người mẫu. Thì mình chụp cái này ngoài biển. Nó cũng khó khăn lắm. Trời nó cũng có gió nữa, cái vừa đó trời cũng có gió cho nên nó khó khăn. Cái là cái cầm cái này nè, khi mà các bạn đi chụp thì các bạn phải có người phụ mình cầm cái đèn này chứ để ngoài thì gió nó bay nó không không đứng bằng nổi. Thì các bạn nhìn ở đây, mình đánh cái đèn này là 1 phần 2. Cái độ sáng của cái đèn này nè, mình gọi 1 phần 2 đánh. Khi mình đánh 1 phần 2 thì mình tính là nó sẽ sáng rất là nhiều. Sau đó mình để tốc độ lên cái khẩu độ á, là mình để 3.2 thì thường thường là mình hay chụp cái khẩu 3.2. Thì lát nữa mình sẽ mở hai ba tấm trong này nó có một vài tấm là F2 và F2.8. Nó sẽ tác dụng gì? Nếu các bạn muốn ý đồ các bạn muốn như thế nào thì các bạn để thử các bạn coi ha. Thì trong này mình có để sẵn luôn, hình nó có sẵn luôn rồi. Cái tấm này thì mình không nhớ nó bao nhiêu, bây giờ coi để coi là bao nhiêu. Tấm này là thì 3.2. Bây giờ mình sẽ zoom tấm hình này lên, tốc độ là 1.600. Zoom lên. Đây các bạn coi. Trở về mình sắp bên này lại. Đây các bạn coi cái hình ở đây thì tấm này hình như nó bị out rồi và bị viền tím rồi. Rồi ok bây giờ mình sẽ mở tấm khác, các bạn thấy cái hướng đèn này ha, tấm này này tấm này thì mình chụp đó nó bị out các bạn thấy không, nó nét ở cái phần mặt này cổ này mặt này cổ, còn cái tay ở trước nó out này. Các bạn zoom coi nhỏ lại coi này. Zoom nhỏ lại này các bạn coi phần này ha. Thì rõ ràng mình lấy nét vào mắt. Cái này mình chụp nó báo thôi nhưng thực chất lúc mình lấy nét là lấy nét vào mắt. Tại vì mình có rê cái máy cho nên khi mà nó rê xong thì nó hiểu như vậy. Thì các bạn coi cái phần tấm hình này cái tay nó bị ao ao mờ này. Đây. Thì cái tấm này mình cố tình cho cái nước biển này nó mờ nhiều luôn thì rõ ràng nó sẽ bị cái tay ở dưới trước này nó ao. Thì với những tấm này do cái phần ao này bữa nay tự nhiên khang dòng. Cái phần ao này là do mình muốn ham ở đây nó mờ nhiều quá thì phần nước này nó ao.
nhưng mà do cái máy của mình nó chịu áp lực được, nó không có vỡ cái màu ra nhiều, thì mình cũng chấp nhận được tấm này. Mình có làm tấm này ra cái mình có chọn nó làm đây, các bạn coi mình làm đây, nó vẫn được, nó vẫn nét được cái phần mặt, cái phần mà mình thích. Ở cái phần tay thì người nó vẫn đều cho mình, nó vẫn mịn, nó liền hết, nó không bị vỡ màu hay vỡ hạt gì hết á, cho nên mình chấp nhận được. Nhưng mà nó đẹp thì không bằng mấy cái đẹp mấy tấm 3.2 rồi. Ví dụ bây giờ các bạn coi tấm hình cái này 3.2 này, thì rõ ràng cái tấm hình này 3.2 thì cái người nó nét luôn, nhưng mà cái phần các bạn thấy không, cái nằm xuống thì phần trước này nó phải out rồi. Còn những tấm mà 3.2 mà cân luôn như tấm này đi là nó nét hết cả chân cả tay cả mặt luôn. Đây các bạn có tấm này Info đây 3.2, tốc độ nó là 3200 và ISO 100. Thì cái anh này mình muốn là sáng một bên thôi, mình không cần những cái vùng tối này sáng lên nữa, và mình cần ép cái mây này xuống tối luôn, cho nên là mình không tăng ISO lên như cái đợt video trước mình chia sẻ với các bạn là mình tăng cái ISO lên để cho nó bù lại. Nhưng mà cái hình này thì mình muốn nó tối hết, nó tối một bên và nó sáng một bên như vậy, cho nên mình đã để ISO 100 cộng thời cái phần mây này. Các bạn coi phần trời như vậy nó sáng như vậy này, nó sáng cỡ này luôn mà đó, chụp bình thường nó sáng cỡ này, nhưng mà mình ép xuống tối vậy rõ ràng thì mình không cần ISO. Nếu mà mình để ISO thì những vùng tối vùng đá này nó lên này, nó lên, nhưng mà mình muốn tối luôn cho nên mình chụp chụp tối xuống. Thì với cái khẩu độ là mình để 3.2, mình muốn là cái da nó nét mà nó mịn một chút, nó không gai bao nhiêu. Và một phần thì nó mình muốn là nó mờ. Ống kính mình chụp là ống kính 85. Đây 85 1.8 này. Thì cái ảnh này mình sẽ tải cái ảnh gốc lên đây cho các bạn luôn, trong cái video này luôn mình tải ảnh gốc lên. Và cái video các bạn blend màu như bên này, các bạn có cái video blend màu bên này, mình cũng sẽ tải ảnh gốc lên cho các bạn để các bạn blend màu luôn. Ở trong cái hai các bạn vào hình gốc các bạn, các bạn vào dưới video các bạn coi ha, các bạn tải cái hình gốc về để mà coi thông số nó, và các bạn muốn blend màu thì các bạn lấy thực tập luôn. Đây thì như các bạn thấy cái đèn để nó đánh vào đây nó sáng vào bên ở chỗ này nè, nó gần gần nó gần người này, nó gần người thì nó sáng. Bây giờ vô mặt đây nó đi xuyên từ qua đây luôn, thì vòng nào mà ở về hướng này thì nó sẽ sáng, và cái tay này nó bị khuất cái phần người này, thì ở trên ngực này nó ăn ánh sáng, thì phần này nó che cái phần này lại, nó tạo ra ánh sáng ở đây, nó bị khuất tối bên tay luôn. Thì phần còn lại cái tốc độ, thì với cái tốc độ mình mục đích của mình là mình để khẩu 3.2 để cho nó nét hết cái phần này, và cái phần mờ ở bắt rau sau là như đây, và phần mờ trước là như đây. Thì còn lại phụ thuộc lại cái phần tốc độ các bạn để làm sao đó để cho nó đúng với cái ánh sáng của các bạn thôi. Đó. Đúng với cái hình thôi. Ví dụ bây giờ nếu mà các bạn chụp, mục đích của mình là để 3.2 để cho nó mờ phông và nó nét được cái mặt như này. Bây giờ mình chụp nếu mà tốc độ nó xuống 1000 mà nó bị tối thì mình phải giảm xuống còn 800. Còn nếu mà chụp tốc độ 1000 nó bị sáng thì mình tăng lên 2000. Thì ở đây mình chụp tấm này nó lên là tốc độ nó lên đâu rồi 3200 thì nó vừa vào tấm hình của mình. Còn ISO mình xác định là mình xác định ISO là mình không muốn cho cái vùng này, không cho vùng này sáng lên, cho nên mình để là 100 thôi. Thì cái này nó chỉ kết hợp giữa cái đèn mình để 1/2 và kết hợp giữa là ISO thôi, còn khẩu là mình đã xác định rồi. Ống kính của mình cái độ nhòe của nó không bao nhiêu hết đó, mình chụp tiêu cự nửa người và nó nhòe được như đây thôi, và mình muốn là ép trời này xuống thành nó tối xuống và ở sau này nó nhòe luôn. Còn bình thường các bạn mà ảnh bình thường mà mình không có chụp 2 cm được thì đa số là mình để đèn 1/2 thì mình toàn đóng khẩu 8 hoặc là 11, và tốc độ 160 hoặc là 125 thì để cho ảnh nó nét, thì ở sau biển này nó nét luôn. Còn ý đồ của mình là ở muốn sau biển này nó mờ luôn, cho dù ở đây nó mờ hết nó còn nét ở khúc này khúc người thôi. Thì cái lợi hại của nó là cái đèn này nó cho mình đánh được 2 cm, cho nên mình chụp được nó. Thì đây đến đây các bạn nào muốn chụp cái này thì các bạn phải có một cái đèn chụp được tốc độ 2 cm thì nó sẽ khống chế được cái ánh sáng của nó và chụp được cái mờ cảnh như vậy. Còn trường hợp các bạn cũng có thể cái đèn mà chụp được mờ cảnh như vậy mà cái đèn nó không cho tốc độ cao thì tùy theo cái hoàn cảnh thôi. Tùy theo hoàn cảnh, ví dụ như nó tối, trời nó tối xuống thì mình chụp là không cần ép nữa. Còn đằng này là mình cố tình ép xuống, trời nó ban ngày, buổi chiều nó khoảng mấy giờ đây để coi đồng hồ nó mấy giờ, nó là 4 giờ mấy á, thì ngoài biển nó còn nắng lắm, nó còn sáng lắm, nó không có tối. 4 giờ 53 phút này thì ở ngoài biển nó còn nắng sáng, nó không có tối mấy, cho nên nó khó. Còn nếu mà để tầm khoảng chừng 5 rưỡi 6 giờ đi thì trời nó tối xuống rồi, nó tối xuống thì mình chụp dễ thôi. Cái này là mình muốn trời nó sáng nhưng mà mình lại ép nó xuống tối, thì mình cần chụp tốc độ cao và nó kết hợp với cái đèn nó cho mình chụp thì mình mới chụp được. Thì qua là cái hình ánh sáng các bạn, đây
Mình chụp toàn là ánh sáng một hướng không à. Đây là ảnh gốc, ảnh phaero chưa chỉnh gì hết á. Nè, thông số nó chưa chỉnh gì hết á. Thì để biết hay không thì mình sẽ đăng cái hình này lên Facebook lên cho các bạn coi lên, các bạn kiểm tra thông số nó, các bạn thích thì các bạn tải về. À, các bạn nghiên cứu coi thôi. Đây. Đây. Thì toàn bộ là cái đèn mình để 1/2 hết. Đây. À, các bạn thấy cái đèn đây. Vậy thôi. Thì quay lại cái mục đích nó, các bạn hãy để một bên nha. À, quay lại mục đích cái vấn đề của mình là muốn chụp ánh sáng mà sáng tối như vậy, các bạn để một bên. Cái này là mình không phải để 45 độ nữa mà mình để một bên ngang, các bạn nhìn thấy rõ này, thấy chưa? Thấy rõ cái đèn này là lộ ra, các bạn thấy rõ rõ ràng mình muốn cố tình để cái đèn này. Thấy cho các bạn thấy được cái đèn này thôi. Đó, nó rõ ràng như vậy luôn nè. Còn nhiều số anh em cũng nói là mình quay thực tế ra thì thực chất mình cũng muốn lắm nhưng mà các bạn thông cảm cho mình, không có điều kiện để mà quay như vậy đâu, nó khó khăn cho mình lắm. Còn nếu sau này mình có điều kiện, mình sẽ làm một cái video ở ngoài trời và thực tế cho các bạn coi luôn. Giờ tạm thời thì mình có cái gì mình làm cái đó đã. Nên các bạn thông cảm về cái phần đó. Thì ở đây mình cũng để cái đèn này, các bạn nhìn cũng đã hiểu rồi, cái đèn này nó cao hơn cái phần người. Và nếu như mà cái tấm hình ngồi như vậy, hình ngồi như vậy thì cái đèn nó phải cao hơn cái đầu một xíu thôi. Đánh vô phần ngặt mực ngặt này, mặt này đây. Các bạn có tấm này này. Đấy, tấm này thì dư sáng. Thì mình vẫn cứu được tấm hình này đây, dư sáng mình chỉnh vào pharo và Lightroom mình cũng làm được không sao. Ở đây các bạn thấy đó, thì mục đích của mình là để cao đánh xuống một cái thôi. Đó. Và cái hướng đèn nó nằm bên này chứ không phải là nằm ở trước đâu nha, nằm bên hông á. Các bạn coi tấm hình này lại ha. Rồi. Coi lại một cái nữa thôi là được rồi. Đây, các bạn coi lại lần nữa là được rồi ha. Rồi đến đây mình nghĩ các bạn đã hiểu rồi. Mình xin tạm dừng video ở đây. À, các bạn nào yêu thích cái video của mình thì đăng ký vào cái kênh Thái Lai của mình. Ở đây. Đăng ký vào nó để theo dõi tiếp cái video sau. Đâu rồi. Đây, các bạn đây, các bạn bấm vào đăng ký nó. Đâu rồi ta. Đây bên này, này trên cái bảng mình nó có chữ Gmail và Facebook, hoặc là các bạn kết bạn của mình ở đây. Rồi, các bạn theo dõi tiếp cái phần sau thì các bạn coi được cái phần ban màu. Các bạn nào muốn coi cái phần này thì mình sẽ mở cái Photoshop lên. Đây các bạn coi ảnh mình vượt ra và mình ban màu. Đây. Thì chính xác là cái ảnh này mình đã muốn tối nó rồi, mình thực chất mình muốn tối cho nên khi mình ban nó màu nó tối xuống luôn, nhạt nhạt. Và cảm giác ở đây nó cái người mẫu nó lạnh lẽo, cảm thấy nó cô đơn thì mình làm cái màu nó nhẹ nhẹ lạnh xanh xanh vậy luôn cho nó nhẹ nhàng, nó đi hợp chứ mình không làm màu nóng. Bản chất khi mình chụp thì nó tươi đấy, các bạn coi những cái màu rất là tươi. Nhưng mà khi mình về nhà thì mình nghĩ là cảnh này thì mình ép màu này. Thì bạn nào yêu thích màu này thì theo dõi kênh video của mình để biết ha. Rồi đến đây mình xin chào tạm biệt các bạn.